Xin chào tất cả các bạn. Nếu như Ly nói chúng ta có thể luộc trứng với sự giúp sức của nồi chiên không dầu thì các bạn có tin không? Sự thật là nồi chiên không dầu có thể làm được việc đó mà không cần sử dụng đến loại tích hợp cả tính năng hấp. Và các bạn có thể điều chỉnh độ chín của trứng một cách chuẩn xác. Vậy hãy cùng xem cách Ly làm món trứng lòng đào luộc bằng nồi chiên không dầu để ăn với salad nhé. Trong món salad ngày hôm nay có sự xuất hiện của những quả cà chua chín cây do chính tay Ly trồng và thu hoạch. Nhìn thích mắt quá phải không các bạn? Lúc nào cũng chỉ mơ ước bao giờ đến lúc được làm vườn trồng cây thôi. Với trứng để ở nhiệt độ thường thì các bạn cho trứng vào nồi chiên không dầu và chỉnh mức nhiệt 150 độ trong 6 phút. Sau đó lấy trứng ra và ngâm ngay vào bát nước lạnh. Còn đối với trứng lấy từ tủ lạnh ra mà không có thời gian để bớt lạnh, các bạn muốn luộc luôn thì các bạn tăng cái thời gian lên thành 7 phút rưỡi. Sau đó là các bạn có thể bóc trứng một cách dễ dàng giống như cách thông thường. Và như các bạn thấy là quả trứng khi mà bóp vào nó vẫn có độ mềm núng nính, chứng tỏ là cái lòng đào bên trong nó đúng như ý của mình. Tiếp theo chúng ta chuyển sang phần sốt thì các bạn cho toàn bộ nguyên liệu như phần công thức ở đầu clip vào trong cối và chúng ta sẽ xay mịn. Ly sử dụng cối xay cầm tay của Philip và các bạn có thể tìm mua ở cái link Ly để dưới video. Sau khi xay xong thì ta sẽ thu được cái hỗn hợp nước sốt dùng để trộn salad. Phần rau củ quả các bạn cắt thái sao cho vừa ăn, giam bông các bạn cũng thái miếng nhỏ. Rồi chúng ta sẽ cho tất cả cái rau củ quả và giam bông này vào một cái tô to, miệng rộng, đi kèm là nước sốt và cuối cùng là đặt vào đó quả trứng đã được luộc bằng nồi chiên không dầu. Hẳn là các bạn đang rất tò mò muốn biết xem chất lượng của quả trứng có đúng như những gì Ly nói không. Đây là đoạn đặc sắc nhất clip nhưng mà Ly sẽ không quay để các bạn có thể tự tay làm và tự cảm nhận. Các bạn chỉ cần dùng một cái mũi dao cắt nhẹ vào giữa quả trứng là sẽ nhìn thấy điều thú vị. Hy vọng là với mẹo nhỏ này của Ly sẽ giúp các bạn có thêm một kinh nghiệm hữu ích từ nồi chiên không dầu nhé.